rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Rồi clip tàu bay ha, hướng dẫn nhanh gọn lẹ, đang trong nhà vệ sinh mà úp cái đường link mà anh em vào anh em hỏi quá trời luôn, mình đâu có biết gì đâu. Này là của bạn Tướng Danh ha, gửi cho mình. Đầu vào thì có cái bảng, anh em chọn cái mục mé bên tay trái ha, nhớ là bên tay trái ha. Rồi bây giờ chọn cái dòng cuối cùng, cuối cùng nằm đâu ta, đây. Hàng đầu là tên của nãy gì vậy? Bậy ơi. Rồi được rồi, hơi lắc. Ok. Cả nhà yêu. Đây là mật khẩu. Trên là Gmail nha các bạn. Rồi bấm đây ha. Đó bây giờ vô game rồi đó. Đá đụ. Rồi bấm đây ha. Này là Việt hóa bởi Tướng Danh nha các bạn. Ai lấy thì ghi nguồn giùm ha. Một server duy nhất ha. Rồi làm nhanh gọn lẹ cho các bạn ha. Đây sơ khởi, hình ảnh thời trang. Đây là phái chính, tà phái. Ok. Sơ khởi là nó chỉ có què vậy thôi ha, thời trang mới được vậy ha. Đây con hiệp khách giang hồ nè ha. Bản này tàu bay ha, nhanh gọn lẹ ha. Đó việc quá gần hết rồi đó. Cái này là Gmail trong game luôn ha. Vô là cho level 50 nè, nó rèn gì tùm lum hết đó. Hướng dẫn khoảng được 80-90% gì rồi ha. Cũng hiểu sơ sơ và cách chơi rồi ha. Đây, tiền nè, đó. Muốn cộng gì, ví dụ như Kim Nguyên Bảo đúng không? Bấm vào vô cộng. Rồi nạp. Nạp. Nạp nữa. Mua thành công đó, mua cho nó lên VIP ha. Đừng có auto leak nha mấy ông nội. Bấm rồi hư game rồi không có chơi đâu đó. Má con nào up lên cũng mau hư hết rồi. Mà thôi kệ game của người ta mà chơi đi, chơi hơi sập thì kiếm con khác chơi. Nói vậy thôi nha, chơi giữ gìn nha mấy bạn. Rồi con này lên lâu rồi, kinh thiệt chứ. Mà không biết full là bao nhiêu đây. NT là nạp tiền nha các bạn. Rồi full là 16 ha.
Nhà nghèo ba má keo anh em đông ha, nên cứ mua hết đi. Thích gì cứ mua ha, hết thì vào làm thêm ha. Nhớ đừng làm cho lắc game mà được rồi nha các bạn. Con này server của Trung Quốc ha, nên có sập hay là có lắc này nọ thì mình không có chịu trách nhiệm ha. Còn anh em nào mà muốn ủng hộ cho kênh thì có thể inbox cho fanpage ha. Rồi fanpage nhận ủng hộ Momo, thẻ ngân hàng, Visa cũng như là thẻ điện thoại luôn ha, cạc điện thoại ha. Lúc trước thì có nhận Vina nhưng nay thì nhận Viettel thôi nha các bạn. Gì vậy ba? Tao nhảy ra rồi. Rồi hết nha. Rồi hú cưỡi. Này tăng sao? Rồi trong này nó có hướng dẫn hết rồi nha các bạn. Đây, hồi nãy mới mở được con này, không biết là con gì luôn. Rồi đang chơi nó bị đít ra ha, bây giờ vào lại. Ôi đâu mất tiêu rồi, bấm vào nhân vật. Con hú nãy đâu rồi ta? Rồi, game này bị lỗi con kỳ lân đó ha. Đấu trường lỗi luôn nha các bạn, bấm vào thì không đánh được và đít ra hay này nọ nha. Rồi game free vậy thôi ha. Giờ chúng ta vào chúng ta xem cái shop GME của nó. Cái shop của nó là ok. Rồi các bạn tự chơi ha. Nay làm ngắn thôi. Game tàu bay mà. Vàng rất nhiều nên cứ việc mua ha. Thấy thì cứ mua ha. Rồi tiệm, vào tiệm ha, việc hóa hết rồi ha. Mấy chú cứ việc vào chơi ha. Có một chỗ số chỗ chưa việc hóa thì tự tìm hiểu ha. Nó nhìn vô là cũng biết nó nâng cấp ngựa này nọ nè, đó. Rồi bên này là thời trang ha, thời trang nào đẹp ta?
Đồ bộ này thấy ghê nhưng thôi mua đi cho bà đủ bộ. Đây hần hú gì nè. Đây rồng nè. Đây hú nữa nè. Bà mẹ nó con lân nè, mua chút đít cho nữa. Nhớ bấm like và share kênh ha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông báo về game mới nhất nha. Không thì vào game là game đó đai là hỏi chơi ha. Cái trước mắt là mình thấy game là đa số là up lên là chưa đầy 5 phút là liên Google Drive nó nghẽn luôn. Nghẽn thì các bạn vào liên FC ha. Chứ dạo này thấy Google Drive chịu không nổi rồi đó. Đồ bên này thời trang nhóc nè. Rất nhiều ha. Cứ mua thoải mái. Bộ này lịch lãm nè. Quá trời luôn, mặt nào mới hết. Bộ này cho nữ mà. Không thấy vũ khí đâu hết ha. Mày cái bộ này như là bội bàn vậy. Dòng cuối là dùng ha. Rồi ok. Mấy cái này không biết mua ở đâu luôn. Ê kích hoạt ha. Đó. Kích hoạt ha. Đó. Này cho con ấy nè. Dùng con này đi. Đồ, cái này chưa kích hoạt nhóc nè. Rồi nhìn là chỉ thấy có con tuyết vương này nè, thấy hung tợn nè, lấy con này đi đi.
Trời ơi, nãy tưởng đâu là con rồng, ai ngờ này cái hiền ông nội ơi. Ui, sai lầm cho một cuộc tình. Thôi đi Hiền đi. Đó, đánh quái ha. Full kim nguyên bảo này nọ ha. Tất cả đều có trong chỗ nạp ha. Rồi, bye bye, chào tạm biệt anh em. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Share cho nhiều bạn để gàn dựng lên một cộng đồng game free không tốn tiền nha. Bất quá thì nạp tiền cho ẹt để ẹt có cơm ăn thôi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó, bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tiếp vào quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo, là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.